Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin vào clip nói về chai Club The Nui Intense này. Thì theo mình sẽ không nói về hai chai này có nốt giống nhau, khác nhau như thế nào. Thì mình sẽ để ở dưới description cho các bạn theo dõi để các bạn phân biệt được những cái nốt của hai chai này khác nhau như thế nào. Nhưng mà theo như cá nhân của mình, hai chai này giống nhau tới 95%. Thực sự là giống như vậy. Chai Amap này á, nó sẽ giống Quick Advantage nhất là sau khoảng nửa tiếng tới một tiếng sau á, thì cái hơi cam chanh đó của nồng á, nồng cam chanh của Amap nó bay đi á, thì nó còn lại mấy cái lớp hương kia thì nó rất là giống Quick Advantage. Thì đó là theo cảm nhận cá nhân của mình. Thì chai này á là 105 ml. Nó hơi khác thường, thường ta làm 50 hay 7, 75, 100, mà chai này nó làm 105 ml. Còn chai Quick Advantage này á, thì mình mua là 100 ml, đời mới bây giờ là 100 ml với lại 50 ml, hoặc là mấy cái chai mà nó có chai bự hơn nữa, 250 ml nữa. Nhưng mà các bạn phải mua thêm đồ chiết nữa, thì phải chiết nó qua, chứ nó không có bình xịt, nó là nguyên một cái bình bự luôn, bự lắm. 500 550, còn cái chai này á, thì 425. Thì nếu mà bạn nào mà thích xài quick thường xuyên á thì nên mua chai bự đó rồi chiết ra xài nó có lợi hơn. Còn như mình thì mình mới bắt đầu thôi, thì mình mua tại mình thích cái design của chai này, nhìn rất là ngầu, rất là sang, cho nên mình mua thử xài. Thì không biết khi nào mới mua được chai thứ hai. Chai này mình xài rất là kỹ. Chai quick này mình xài chỉ trong dịp đặc biệt, lễ hay là Tết hay là Noel hay là đi họp hay đi sinh nhật làm gì đó thì mình xịt. Còn mà đi chơi đi vòng vòng không có dám xịt, tại mắc tiền lắm, xịt nó ổn. Đi chơi á, khi mà đi chơi đi chợ hay đi vòng vòng đi uống cà phê thì mình xài chai này. Nó giống Quick, nó cũng rẻ hơn nữa. Mình mua có 30 thôi, chai Amap này mua có 30 thôi. Đối với mình á, thì hai chai này á, rất là thích hợp xài cho mùa nóng, khí hậu nóng. Thì mùa bên Việt Nam khí hậu nóng thì xài hai chai này rất là hợp. Mùa đông á, thì xài hai chai này không có hợp. Tại vì mùa đông á, lớp cam chanh á, nó bị yếu lắm. Cho nên xịt mình xài thử cái chai Quick với lại chai Amap này rồi, mùa đông xài nó yếu lắm, đứng gần mới nghe, đứng xa không nghe. Mùa hè đứng xa là nó tỏa hương rất là mạnh. Về độ lưu hương á thì chai Quick thì đương nhiên là nó có phần nhỉnh hơn rồi, tại vì nó thơm rất là lâu. Nếu mà xịt lên áo là phải có thể tới một tuần luôn á. Nếu mà mình không mặc áo đó, mình để trong tủ á, xịt một tuần sau vẫn nghe mùi. Còn nếu mà trong ngày á thì cái này nó lưu hương khoảng 12 tiếng luôn á, 12 tiếng luôn. Còn chai Club The Nui Intense á, độ lưu hương của nó rất là kém. Theo như mình á là nó chỉ tỏa hương chừng 3-4 tiếng đầu tiên sau khi xịt thôi. Rồi nó sau 8 tiếng tới 10 tiếng là mình bắt đầu là mình không nghe mùi nó rồi. Thì 8 tiếng thì cũng thuộc dạng là trung bình khá rồi. Tại vì với số tiền mình mua chai này có 30 thôi mà đâu thể nào mà đòi hỏi cao bằng như chai này được đâu. Thì đối với mình á, hỏi chai này Club The Nui Intense có đáng tiền mua không thì mình nói cũng đáng. Thì nó rẻ mà cái mùi nó cũng giống chai mắc tiền này á thì cũng hay. Nhưng mà hỏi mình là chai này có nên dùng để làm signature scent không á thì mình sẽ không dùng. Tại vì á, thứ nhất á là cái nốt cam chanh của nó rất là mạnh. Mình xịt đầu tiên mà mình không có, nếu mà chai nước hoa nào mà lớp hương đầu tiên mình xịt mà mình thấy mình giỏi liền á là người khác người ta cũng sẽ cảm nhận như mình thôi. Thì á nó nhược điểm của nó là cái lúc mà mới lần đầu xịt á nó nồng quá đi, nó gây cho người ta cảm giác khó chịu. Đó là cái nhược điểm của chai này thôi. Còn sau đó, sau nửa tiếng tới 1 tiếng á, thì nó rất là giống Quick Advantage. Đó là ưu điểm của nó. Amap làm chai này rất là hay, giống chai nổi tiếng
của nhà Creed này á, rất là giống tới 95% luôn. Thì mình sẽ không xài chai này làm signature scent, thì mà mình cũng sẽ không mua lại chai thứ hai này. Thì mình đã biết, mình mua thử thôi, mình thấy nó, mình coi tò mò coi nó có giống Creed như thế nào thì mình mua thử thôi, chứ mình sẽ không mua chai thứ hai khi mà mình xài hết chai này. Thì chỉ để dùng để trưng cho nó đẹp thôi, cho mình biết là mình cũng có chai clone giống như Creed Aventus. Còn chai Creed Aventus này á, thì rất là đáng tiền, nhưng mà chắc mình sẽ không mua chai thứ hai tại nó mắc quá đi. Nhưng mà rất là đáng tiền, nếu mà bạn nào dư giả khá giả thì xài chai này rất là đáng tiền. Đó là cảm nhận cá nhân của mình. Hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.